trong nhau. Vâng, em chào các bác. Đấy, hôm nay em test bàn giao 4 chiếc loa này cho một bác khách đã lấy cả 4 chiếc loa đời của đến ông này các bác nhé. Con này là con M330 và bác khách đặt cái con 4 con loa này là bác cái tên là Hoàng Gia ở Vũng Tàu và 3 số đuôi điện thoại là 44. Khá là đẹp. Đấy, cái loa này nó đời, nó chỉ có một loa, nó chỉ cần lên đời này là nó yêu câu này. Đấy, lên là lên đây. Cái loa đời mình cần nó tép đây. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em khi ta tay đã rời tay. Người dấu yêu em đang không từng loa một này. Khi ta tay đã rời tay. Trong thời gian này anh theo em thôi gì. Em sẽ test từng chiếc loa một cho bác nha. Dính biển màu xanh. Bịt tay vào các anh nghe tiếng chung là kém đi không? Này nhá. Đấy. Bịt cái này vào thì nó tiếng sẽ tép nó giảm đi này. Đấy. Nhá. Cái này nó chỉ đã đưa giải nơi, các nghe bác có thể không? Bị tập trung vào này. Để bí đi này. Bây giờ bỏ cái chung ra nhé. Bịt cái tép vào này. Này các bác nghe tiếng tép bí đi không? Tiếng tép sáng hơn các bác thấy không? Thì đấy là một chiếc loa này. Và đưa sang loa khác này. Cái loa này thì bây giờ bỏ sang bên này nhé. Đấy. Tiếp cái loa nữa này. Bịt tay của cái tép này. Đấy. Cái giải tép nó sẽ hơi tối đi một tí. Bỏ tay ra nhé. Bác nghe tiếng tép sáng hơn không? Giờ là bịt tay vào này. Đó. Thì tiếng chung sẽ yếu đi và tiếng tép nổi lên là con heo. Bỏ tay nha. Đấy. Cái loa tiếp theo này. Thế các cái loa còn lại thì chắc không phải bịt đâu nhỉ, bởi vì là mình chỉ cần cắm vào phát nó nghe lên giải chung giải tép là mình nghe thì rất là rõ ràng luôn, cũng không có gì phải bịt cả. Bởi vì nếu như loa không có tép nó sẽ kiểu dạng như này. Em hãy tép xuống rồi được bạn, các bác thấy không? Tiếng tép là bí, rất là bí, đúng không ạ? Đấy nhá. Đấy nhá, thì đấy là chiếc tép, chiếc loa tiếp theo. Đấy không ạ? Và chiếc loa cuối cùng.
tại sao bỏ cái căng. Thực ra để căng thì vẫn có tiếng thôi, nhưng mà em muốn bỏ cái căng để em cho bác thấy là tất cả loa là màng vẫn còn ok đẹp nhá, không bị rách dưới nhá, không bị rách. Ok em ạ. Ok nhé, thì đấy là ba cái loa, bốn cái loa của bác chứ, bốn cái loa của bác đều đang chạy ok nhá. Thì bây giờ em sẽ đóng, em sẽ dừng video để chuyển hàng cho bác ra xe của Viettel nhé, sang bưu cục Viettel để họ chuyển đến tận nơi cho bác. Vâng, xin chào bác, xin hẹn gặp lại bác ở những cái video tiếp theo của bên em.